Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Bước sang một tuần mới, xin chúc cô chú anh chị cùng gia đình mình đón một tuần mới thật là rực rỡ. Và hôm nay thì cũng là những ngày cuối tháng rồi, bên Dung đang chạy chỉ tiêu giảm giá, tất cả xe đều có thương lượng tốt nhất. Thì hôm nay Dung sẽ cập nhật giá tất cả xe, có nhiều mẫu xe mới về, xe đi ít đi nhiều, giá to giá nhỏ đều có, thì giá sẽ luôn linh động tốt nhất vào cuối tháng này. Nên anh chị nào có đang quan tâm lấn cấn mẫu xe nào thì nhớ gọi cho Dung để được hỗ trợ giá tốt nhất nha. Còn bây giờ mời anh chị xem qua kho xe đang có những mẫu xe nào và giá cả như thế nào. Đang cần mua thêm nhiều xe nữa để phục vụ anh chị khách hàng. Mua tận nơi, định giá xe cũ miễn phí, thu mua nhanh gọn, không kỳ kèo, không ép giá. Mua bán ô tô cũ nhớ gọi cho em Dung. Đây anh chị, thì Dung sẽ cập nhật những cái xe mới về trước nha. Xong rồi sẽ đến những cái xe giảm giá. Đây đầu tiên là chiếc Mazda CX-5 2018 mới về luôn nè anh chị, biển Sài Gòn. Đang chào là 660 triệu nha. Đây biển số Sài Gòn luôn anh chị. Đây anh chị đi một vòng quanh thân xe nè. Đó, 2018 chất xe còn rất là đẹp, 48.000. Chủ trước đã lên cho mình rất là nhiều đồ chơi nè. Ốp giả gỗ nè, tính năng an toàn nè. Có e-stop luôn. Đó. Khách cài được cái hình khách lên trên xe này. Giờ diệt khuẩn khử mùi thôi. Nè, cái này ở trên này là cái gì? Camera hành trình, cửa sổ trời. Đó, mấy cái này ốp gỗ cực kỳ sang luôn nè anh chị. Đó. Lên chạy qua kia chụp hình. Hai vùng lạnh độc lập luôn nha. Đây bao nhiêu ngàn? 48.000 cây, mới lấy về chưa dọn, chưa có làm gì hết luôn nha anh chị. Nhớ được hai vị trí ghế, trang bị lo vô luôn nè. Nè anh chị nhìn cái chất da nè, đó kỳ đẹp luôn nè. Ghế chỉnh điện có bơm lưng. CX-5 2018 bản 2.5 nha anh chị. Camera cảm biến lùi đầy đủ, chiếc xe mà tiện nghi công nghệ không thiếu một cái gì hết. 5 chỗ gầm cao hiện đại trẻ trung. Anh chị thấy ốp ống xả nè, đây body nè, đẹp ghê không. Đó, nhìn hầm hố mà thể thao nữa, gầm bệ nè, không quay cận cảnh cho anh chị xem. Chất này là chất mộc mới về nha, chưa có dọn, chưa làm một cái gì hết nha anh chị. 48.000 cây, 2.5 biển Sài Gòn luôn. Đây cốp điện luôn nha anh chị, tiện nghi lắm, đầy đủ hết trơn. Mà bây giờ xe nó rẻ thật sự luôn rồi, 2018 2.5 5 chỗ gầm cao, tiện nghi đầy đủ. Mà xe này bây giờ Dung bán có 660 triệu thôi anh chị, là có cái xe quá đã luôn nè. Đó. Vừa đẹp vừa sang. Đó, cốp điện nhẹ nhàng, camera cảm biến lùi đầy đủ. Mâm vỏ thì còn vậy cui. Đó. 5 chỗ gầm cao, mâm này anh chị đi đường trường, đường địa hình là đã luôn nha. 2.5 lên nó bốc lắm anh chị. Rộng rãi, thoải mái, tiện nghi thì đầy đủ. Cái chi tiết thì sang trọng, 660 triệu nha. CX-5 2018 bản 2.5, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện, ga tự động, nói chung là tiện nghi đầy đủ, cấp điện rồi luôn. 2018 660 triệu, giá này có thương lượng lọc, quan tâm thì nhớ gọi giúp Dung nha. Còn đây cũng là siêu phẩm mới vừa về luôn anh chị, Kia Sorento phiên bản Carnival cao cấp nhất, bản full xăng nha anh chị. Đây cao cấp nhất rồi, màu đen, nhìn cái xe nó hiện đại mà nó một bầu trời công nghệ luôn, sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh chị nhìn thấy kế đèn nè, nhìn như là xe sang vậy anh chị. Sorento gầm bệ thì chắc nịch, 2022 lướt mới 7.000 cây mà anh chị nhìn xe đi cho thành phố gầm đẹp tuyệt vời luôn á. Phiên bản 7 ghế, có ghế thương gia ở giữa, gập phẳng, cửa sổ trời panorama, công nghệ không có gì phải bàn cãi luôn anh chị. Nhìn cái xe nó đẹp tuyệt vời mà công nghệ một bầu trời luôn. Nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu cũng thấy sang. Chất da thì còn mới tinh, mới 7.000 cây. Đó, anh chị thấy cái ghế thương gia xịn sò ghê chưa? Quá là đẹp. Ghế chỉnh điện, bơm lưng ở cả hai ghế luôn. Keo chỉ tất cả nguyên zin, tablo thiết kế cực kỳ đẹp luôn anh chị. Nhìn lobo nó nè, xịn sò cho trải nghiệm, lên xe là thấy sướng rồi. Ghế tài chỉnh được nhiều hướng hơn. Chất da còn nguyên như mới luôn anh chị. Đó, tựa cửa tự động ha, rồi nhớ ghế nè, công nghệ nè, đầy đủ hết trơn luôn. An toàn, hiện đại, sang trọng, lướt 7.000 cây. Đó, vô lăng mọi chi tiết mới nguyên như mới luôn nha anh chị. À, cần số nè, mới tinh. Đó, ga tự động auto horn, rồi làm mát ghế, hai vùng lạnh độc lập. Cái màn hình thiết kế nhìn quá là đẹp luôn anh chị. Camera 360 độ nữa. Đó, lái xe dễ dàng, tiện nghi. Mà nhìn cái xe nó sang, thật là sang luôn. Đó, rõ nét luôn nha anh chị. Mà thiết kế màn hình nhìn nó lại đẹp nữa. Đó, cửa sổ trời panorama nè. 980 triệu, anh chị sở hữu siêu phẩm vừa đẹp vừa sang, tiện nghi công nghệ đầy đủ. Quá là đẳng cấp luôn anh chị, gọi liền nha.
Còn đây cũng là chiếc xe mới vừa làm đẹp xong luôn nè anh chị, Mazda 3. Đây là phiên bản 2020 nha. Đây, biển số tỉnh Bình Phước, bên dung bao rút hồ sơ gốc. Xe biển này thì rút cũng khá là nhanh. Anh chị nhìn thiết kế nè, cụm đèn đẹp mê hồn không? Thêm cái ga lăng này nhìn quá là đẹp luôn á anh chị. 2020 nha, đi cũng 27.000 cây thôi. Xe bây giờ đi ít mà giá rẻ lắm. Lanh quanh chiếc Vios mà anh chị có chiếc xe đẹp mê hồn luôn anh chị. Đăng kiểm còn tới tháng 4 2024. Mở cửa thông minh bằng nút bấm nè. Rồi, cái bệ bước chân nè, anh chị thấy không? Ốp ni lông vẫn còn luôn. Đó, còn cái ni lông này luôn, không để cho nó không có chảy xước. Phần nhựa này là không thấy chảy luôn nè. Đây, nội thất cực kỳ đẹp luôn á anh chị nè. Đó, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, nhớ ghế, nói chung là 540 triệu. Xe đẹp, công nghệ tiện nghi đầy đủ hết trơn luôn á anh chị. Nhìn cái khoang hành khách nè. Đó, đây, hàng ghế sau anh chị xem nội thất nó còn mới nè. Đó, hầu như là không có sử dụng luôn. Cái màu này nhìn cũng rất là sáng, cái xe nhìn cái xe nó rộng lắm anh chị. Chất da còn quá đẹp luôn nè. Khoảng để chân cũng khá là rộng rãi ha. Cửa sổ trời, thoáng đãng, mọi chi tiết thì còn mới nguyên. Dấu son đồ này kia là đầy đủ hết. Đây, vỏ Bridgestone luôn, còn khá là dày. Vỏ này là zin theo xe nè, tuần thứ 8 năm 2019. Và xe này 2020 thì vỏ tuần thứ 8 2019 là hợp lý anh chị nha. 27.000 cây. Cái chỉ sơn zin còn ở đây còn luôn nè anh chị. Đó. Chất xe còn rất là đẹp và anh chị nhìn form dáng Mazda họ vuốt cái form xe đẹp nè. Đó. Đường dập nổi dập lặn thì nguyên vẹn rồi. Xe mới có 20.000 cây, nước sơn zin còn khoảng 96% luôn. Camera, cảm biến lùi. Anh chị nhìn qua phần gầm nè. Xe 93 nên là Dung quay kỹ cái gầm cho anh chị xem nè. Đó. Gầm rất là đẹp nha anh chị. Xịn sò luôn. Xe đẹp như vậy. Cản gió phía sau thể thao ghê. Vuốt form dáng xe thì đẹp. Cốp xe thì rất là rộng luôn. Cái này là cái mặt ga lăng cũ nè anh chị. Do là chủ trước đã thay cái ga lăng, cái mặt ga lăng mới. Nhìn nó đẹp hơn, nó sang hơn là cái mặt ga lăng này nha. Xe Mazda thì đa số là khách gia đình đi nên rất là cưng. Vô đồ rồi này kia cũng rất là nhiều, đi thì lại ít. Rồi đi gia đình thôi, Mazda thì không có ai chạy dịch vụ rồi. Thiết kế đèn cực kỳ đẹp luôn anh chị. Mình rất là thích thiết kế của Mazda. Đó. Nhìn sang trọng hiện đại lắm, trẻ trung. Form dáng thì đẹp khỏi phải bàn rồi. Tiêu hao nhiên liệu thì cũng ổn định nữa. Xe Nhật chung là anh chị đi rất là ổn định luôn. Xe này mới có 27.000 cây thôi, chất xe còn căng nét luôn nè anh chị. Đó. Cửa tự động, ghế tài, ghế chỉnh điện, ghế da mới nguyên, ga tự động, lệ chuyển số vô lăng. Đây, dùng đèn máy cho anh chị xem km. Đó. Máy nổ, êm máy chưa? 29.000 cây. Rồi, màn hình hiển thị cửa gió thì chắc chắn. Phần số nè. Đó, phanh tay điện tử nha. Chế độ lái sport cho cảm giác lái rất là phấn khích. Anh nghe chị nghe tiếng máy nổ đã ghê không? Rồi, cửa sổ trời. Khoang hành khách rộng rãi, cảm giác lái thì ổn định luôn. 29.000 cây, biển số tỉnh. Xe này thì Dung chào là 540 triệu nha anh chị. Xe chiếc màu xanh thì 2019, đăng ký 2020 thì là 530 triệu, còn chiếc màu trắng này là 540 triệu nha. Thì chiếc 1.400 Dung đã giao hôm thứ Bảy rồi, không trụ nổi 24 giờ, nhưng còn chiếc 7.000 này cũng là biển xe biển đẹp thành phố Hồ Chí Minh, đi 7.000 cây, sơn zin 100%, phiên bản TRD thể thao cực kỳ bắt mắt luôn. Anh chị nhìn chất xe mà nước sơn zin còn rất là đẹp luôn nha. Mâm cũng là mâm TRD, mâm to, còn rất là dày, vỏ rất to nè anh chị nhìn cái vỏ nè. 7.000 cây là phải như vậy nha. Nước sơn zin anh chị nhìn cái keo của nước sơn zin nè. Đó. Sơn zin nguyên xe nha, chưa dặm một hạt sơn nào, mới 7.000 cây. Chiếc xe này được một cái là đăng ký 2020, tháng 11 2020 nên anh chị sẽ còn bảo hành tới tháng 11 năm 2023. Xe 2019 còn bảo hành hãng luôn. Đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2025. Bên ngoài cũng đã lên phụ kiện đầy đủ rồi, dán phim che mưa chắn cửa. Rồi tem TRD ở bên hông, bệ bước chân màu đen. Nhìn chiếc xe rất là thể thao anh chị. Đó, body kit này là zin theo xe của xe TRD mới có nha. Keo chỉ rồi thì thôi khỏi phải bàn luôn, nguyên zin hết, bởi vì nước sơn mà còn zin thì tất cả đều zin. Bệ bước chân này thì có đèn rất là sinh động anh chị. Keo chỉ mọi thứ là còn mới nguyên. Ghế da còn mới tinh luôn, 7.000 cây. Đó, táp lô còn cao ha.
tiện nghi lắm anh chị, đầy đủ hết rồi. Cần số anh chị nhìn cần số nè. Đó, như mới chưa? Hai chế độ lái ốp giả gỗ sang trọng ha, cũng là ga tự động rồi lẫy chuyển số trên vô lăng. Ghế da chỉnh điện ở ghế tài nha. Đây, phía sau nè. Đó, nội thất ghế anh chị thấy nó mới ken không? Đó, cực kỳ đẹp luôn. Về thì bên Dung cũng đã tách ẩm khử mùi diệt khuẩn cho nó đảm bảo vệ sinh cho anh chị rồi, nên là mình lấy về đi thôi, không có tốn chi phí dọn dẹp gì thêm. Mâm vỏ đều là zin theo xe, nói nước sơn còn zin thì tất cả đều zin hết nha anh chị. Đây. Cái chỉ bên này nè, cái keo của cái nước sơn zin anh chị thấy không? Đó. Form dáng mà thì form Fortuner thì quen thuộc rồi. Rất là đẹp nha, đỡm dán lắm. Mấy cái tem TRD này gắn vô nhìn cũng khá là thể thao. Xe này thì màu trắng ngọc trai nha. Đó, body kit zin theo xe. Xe này biển đẹp thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh chị ở thành phố thì giữ là biển đi nha. Tiết kiệm 20 triệu mà còn được cái biển đẹp vừa ý nữa. Mâm vỏ thì còn gì cui. Đây anh chị nhìn qua gầm bệ nè. Đó, chắc nịch hết nha. Mọi chi tiết đều zin theo xe. Camera cảm biến lùi. Tiêu hao nhiên liệu thì lanh quanh tầm 9 đến 10 lít. Trời đi đường trường, đường địa hình, ủa lọc đường đô thị thì nó tối đa là khoảng 13 lít nha. Phụ kiện lên đầy đủ hết rồi. Nội thất mọi chi tiết đều còn mới nguyên. Nước sơn mà còn zin thì thôi, tất cả đều zin hết nha anh chị. Đây khách đã bảo dưỡng ở 7.000 cây rồi nha anh chị. Bảo dưỡng hãng luôn. Đó. Ghế da chỉnh điện nè. Cửa tự động một chạm tất cả các cửa ha. Cái chất da này á anh chị là da zin theo xe thì mình ít đi ha, nó cũng sẽ có như vậy chứ không phải là nó bị nhão nha anh chị. Nhìn cái sần của cái vô lăng nè ha, rồi cái đèn nè, đó những cái chi tiết nhỏ 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 để mình đánh giá được cái độ chính xác của km của cái xe này. Nước sơn zin nguyên xe mà làm sao mà có đâm đụng ngập nước gì được. Đó, 7.000 cây bảo hành tới tháng 11/2023, xe đăng 29 đăng ký 2020 nha anh chị. Xe này thì Dung bán là 920 triệu, anh chị lên xem xe cũng có thương lượng nha. TRD, body TRD nhìn đẹp lắm anh chị, khối nhìn cũng hài hòa lắm. Đây là Fortuner, thì bên đây là tiểu Fortuner nha. Toyota Rush 7 chỗ số tự động, giá rẻ, nhập khẩu nha anh chị. 1.5 số tự động, hệ thống đèn full led nè, ga lăng sơn tĩnh điện. Anh chị nhìn chất xe nè, cực kỳ đẹp luôn á. Xe này chủ giữ rất là kỹ nha, 2019 mới đi có 27.000 cây thôi, hầu như là rất là ít đi. Đó, mâm vỏ thì tất cả đều zin theo xe, mâm phay hai màu trẻ trung ha, động cơ dual VVT-i rất là thông minh. Xe này 7 chỗ mà anh chị tiêu hao nhiên liệu là tầm này 5 cho tới 8 lít nha. Xe mang màu bạc, phụ kiện lên đầy đủ hết rồi, dán phim che mưa chắn cửa, mở cửa thông minh bằng nút bấm. Bên trong thì cũng đã lên bộ ghế da. Đây, cửa gió thì vi vu. Xe này nó lành lắm anh chị, đi chỉ có cần đổ xăng bảo dưỡng đầy đủ rồi đi thôi, không có lo hư hỏng vặt gì luôn. Này, 27.000 cây nha. Camera 360, đầu giải trí Android tích hợp camera 360 luôn rồi, anh chị lấy về đi thôi, không có tốn chi phí gì thêm. Xe phụ kiện đầy đủ, bên Dung thì cũng đã tách ẩm khử mùi diệt khuẩn cho anh chị rồi, rất là đảm bảo vệ sinh luôn, lấy về là đi thôi, sạch sẽ. 545 triệu, xe 7 chỗ, số tự động, nhập khẩu, lành tính, chỉ cần bảo dưỡng là đi thôi. Đó, phía sau nè, băng này ngồi 3 người ha, hàng ghế sau này 2 người, đây. Cái này thì nó sẽ không có rộng được như Innova đâu nha anh chị. Nó chỉ có 7 ghế thôi, không được rộng như Innova, nhưng mà được cái là thiết kế hiện đại trẻ trung. Form dáng nhìn nó rất là bắt mắt, cụm đèn full led, xe dẫn động cầu sao giống như là Fortuner luôn, nên là khá là ổn định luôn anh chị. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ là tất nhiên rồi. Xe này mới có 27.000 cây thôi, 29.545 triệu nha. Chiếc này là 2020, đi 68.000 cây, biển Sài Gòn, màu đồng ánh kim. Xe này thì cũng 68.000 cây, một chủ từ đầu. Đó, màu đồng, bên ngoài cũng phụ kiện đầy đủ, dán phim che mưa chắn cửa, cũng đã lên đầu giải trí Android luôn rồi. Đó, chiếc này thì bên Dung cũng đã vệ sinh rồi đầy đủ cho mình, anh chị lấy về là đi thôi. Đó, bộ ghế da, hai chủ xe này lên ghế da cùng tông màu luôn. Xe này 68.000 cây 2020, Dung đang chào là 555 triệu, anh chị lên xem xe cũng có thương lượng nha. 68.000 cây nhưng mà giữ gìn xe gia đình nên là chất xe còn rất là đẹp, được cái là biển Sài Gòn. Chiếc màu bạc đó là biển tỉnh Đồng Nai nha anh chị. CRV 2019 bản L cao cấp nhất, xe nhập Thái anh chị. Biển Sài Gòn 56.000 cây, một chủ từ đầu nha. Xe này thì chưa có gói Honda Sensin, cũng đã đầy đủ rồi. Bản L mình có cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Bên trong thì ghế da, ốp gỗ, ga tự động.
chiếc xe 7 chỗ số tự động, lành tính, bền, tiết kiệm, động cơ 1.5 turbo nha anh chị, cho cảm giác lái rất là phấn khích luôn á. Ghế da chỉnh điện có bơm lưng hay là bảng L, bảng cao cấp nhất cho nên làm tiện nghi mình đầy đủ hết rồi. Có camera cặp hông nha, chủ trước đã lên 56.000 cây. Thì xe này dung chào là 815 triệu, giá này lên xem xe cũng có thương lượng nha. Rồi Kia Cerato này dung cũng đang có thương lượng tốt nha anh chị. 2016 1.6 AT bản full. Xe này biển tĩnh, cộp nè, đi mới 33.000 cây, cửa sổ trời, nhớ hai vị trí ghế, ghế da chỉnh điện bơm lưng, tiện nghi lắm. Hệ thống đèn LED, thiết sedan hạng C nè. Đẹp, sang, hiện đại, tiện nghi đầy đủ. 33.000. Xe này thì dung bán hôm nay là chào là 440 triệu, giá này thì anh chị lên xem xe cũng có thương lượng nha. Rồi xe to mà giá nhỏ nè anh chị, Kia Sedona, bản này là full xăng, cao cấp nhất, cửa sổ trời trước sau, cửa lùa điện hai bên, cốp điện, tiện nghi lắm anh chị, ghế thương gia, ba vùng lạnh độc lập. Đây anh chị, ghế chỉnh điện có bơm lưng, ghế da, nội thất còn rất là đẹp nha. Đây, cửa sổ trời trước sau, hàng ghế thương gia ở giữa của mình nè. Rộng rãi, thoải mái, xe này đi 7 người, 3 vùng lành độc lập, tiện nghi đầy đủ, cửa lùa điện hai bên, cốp điện, cửa sổ trời trước sau. Ghế da chỉnh điện, bảng xăng, cao cấp nhất, xe này thì đi gia đình là ngon nha anh chị, chứ đi dịch vụ thì hơi không hợp lý một chút xíu, tại vì nó máy xăng động cơ 3.3 nha. Tiêu hao nhiên liệu thì loanh quanh tầm 12-13 lít nha, biển Sài Gòn luôn. Xe này thì dung chào chỉ có 630 triệu thôi, giá này lên xem xe có thương lượng ha, màu xanh. Xe này sơn lại nguyên con nha, tại vì khách sơn đổi màu, chứ nguyên bản 2016 không có bản này, không có màu này nha anh chị. Và còn đây là hai chiếc xe cạnh tranh trực tiếp với Camry, nhưng mà bây giờ thất thế hơn cũng khá nhiều rồi anh chị, rớt giá nhiều lắm. Camry thì còn giữ giá cũng tương đối hơn ha. Chiếc này là Mazda 6 2016 nha anh chị. Đây, phân khúc hạng D, to, rộng, đẹp, sang, tiện nghi, đầy đủ luôn. Cửa sổ trời, ghế da, nhớ vị trí ghế, chỉnh điện, có bơm lưng. Đây, 2016 anh chị, đi 68.000 cây nha. Và xe này thì dung bán hôm nay chỉ có 520 triệu thôi, giá rẻ hơn Vios nữa. Mà anh chị có chiếc xe sedan hạng D, to, vừa rộng, vừa sang, vừa tiện nghi nha, công nghệ thì đầy đủ hết trơn luôn, có cửa sổ trời. Đó, xe này thì sẵn biển Sài Gòn luôn nha, 520 triệu thôi anh chị. Nhìn cái xe to vật vã luôn, có 520 triệu thôi. Còn chiếc này thì chạy chỉ tiêu nên dung cũng đang có giá linh động rất là tốt. Lớp A 2.0 turbo bản tiêu chuẩn, xe này 2022, mới đi có 10.000 cây và anh chị được bảo hành tới 2032 lận nha. Xe màu đỏ, nội thất màu nâu, da còn thơm mùi da mới luôn. Chiếc này thì rộng rãi nè, khung gầm BMW 2.0 turbo, đầm chắc, lái cũng khá là sướng nha anh chị, tiện nghi thì đầy đủ hết trơn. Chiếc này thì dung bán hôm nay chào hôm nay là 670 triệu, xe biển Sài Gòn luôn. Thì anh chị lên xem xe dung có thương lượng nhiều. Đó, mẫu nào dung cần đẩy nhanh thì sẽ có giá linh động rất là tốt cho anh chị nào mà đang cân nhắc quan tâm bữa giờ mà mình còn lấn cấn giá cả thì liên hệ để dung hỗ trợ giá tốt cho mình nha. Rồi chiếc này thì Mazda 3 2019, một chủ từ đầu, mới đi có 22.000 cây thôi anh chị, biển số tỉnh bên dung Baruch hồ sơ gốc nha, màu xanh, màu này thì quá đẹp rồi, đăng kiểm còn tới tháng 2 2024, rất là đẹp luôn á anh chị. Đây, nội thất ghế da màu đen, phanh tay điện tử, rồi dàn lạnh thì vi vu, xe có ga tự động, phanh tay điện tử, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện. Đó, bản cao cấp mà, Mazda 3, sang trọng, tiện nghi. Đó, mà bây giờ giá thì cũng chỉ lên quanh Vios thôi anh chị, 530 triệu chiếc này nha, 530 triệu, xe màu xanh, rất là đẹp luôn. Đây, anh chị nhìn form dáng, Mazda họ vuốt cái xe nhìn đẹp bê hồn luôn á. Sẵn động cơ đang mở ra, dùng cho anh chị xem qua cái động cơ luôn nè. Động cơ 1.5 nha, chế độ lái sport nữa, cho anh chị cảm giác lái rất là phấn khích. Keo chỉ động cơ hộp số nguyên zin. Xe này đi mới có 22.000 cây, đẹp như mới nha anh chị. Chất xe thật sự rất là đẹp luôn, thêm màu sắc, thiết kế, mọi thứ quá tuyệt vời. Mà có 530 triệu thôi, giá này anh chị lên xem xe cũng có thương lượng nha. Rồi chiếc này thì giá cũng đang rất là linh động luôn nha, Toyota Wigo 2019, biển Sài Gòn. Xe này đi 68.000 cây, mang màu trắng, màu này thì anh chị có đi dịch vụ thì chạy cũng ngon lành luôn nha. Xe này thì dung chào 320 triệu thôi, giá này lên xem xe có thương lượng nhiều. Chiếc nào dung báo có thương lượng được nhiều thì dung báo để anh chị cân đối cho nó dễ. Tiết kiệm lắm anh chị, lên quanh 5 tới 7 lít là cùng, 6 lít 8. Đây bên trong nó được lên ghế da,
đồ giải trí riêng theo xe, cũng khá là tinh tươm. Xe thì chỉ có là cái chất da nước sơn đổ nó không có được đẹp lắm thôi. À, về thì bên Dung cũng đã làm đẹp lại cho mình rồi, mà nó cũng không có được, do là chủ không có giữ gìn nhiều cho nên là nó không có được bóng đẹp như là những cái xe mà bên Dung hay chào bán, nên là bán giá rẻ nhất thị trường luôn, 29 số tự động mà Dung chào có 320 thôi. Thì giá này lên xem xe có thương lượng, xe không về thì thôi, về là về một cặp anh chị. Đây, ngoài kia Mazda CX-5, trong đây cũng CX-5 luôn, 2022 nha, và mới đi có 7.000 cây thôi, siêu lướt luôn. Biển số Sài Gòn sẵn luôn nha anh chị. Xe 2022 7.000 cây bản luxury. Xe này thì 770 triệu, 5 chỗ gầm cao, hiện đại trẻ trung. Anh chị nhìn nè, ghế da chỉnh điện. Cái ni lông vẫn còn cho mình bóc luôn. Xe nè, trang bị công nghệ Lobo nha. Cảm giác âm thanh nghe đã lắm. Rồi, ni lông ở đây vẫn còn. Ni lông ở đây vẫn còn cho mình bóc luôn. Đây, cửa sổ trời, ghế da mở ra còn thơm mùi ghế mới luôn. Phanh tay điện tử có auto hold luôn. Cần số mọi thứ như mới, hai vùng lạnh độc lập, ga tự động. Cái này thì nó không có lẫy chuyển số trên vô lăng nha. Còn tính năng an toàn thì đầy đủ. Nè. Anh chị nhìn cái vân đó. Rõ bông hết luôn nha anh chị. Chất da còn mới nguyên à, mới có 7.000 cây xe 2022, còn bảo hành tới 2025. 5 chỗ gầm cao, mâm bỏ tất cả mọi thứ zin theo xe. Cái xe này nước sơn zin là khoảng 97% luôn á. Rộng rãi thoải mái đó, Mazda CX-5. CX-5 nó khá, phía sau nó khá là rộng quá anh chị. Theo cá nhân Dung thấy là vậy ha. Chất da còn mịn mềm, mát rượi à, êm tai lắm. Rồi, cốp rộng rãi thoải mái ha. Xe này đi gia đình, đi trong phố, đi đường trường, đi du lịch rồi thì quá tuyệt vời rồi. 5 chỗ gầm cao, đẹp, sang, hiện đại, tiện nghi đầy đủ. Xe này thì Dung bán có 770 triệu thôi. Giá này lên xem xe cũng còn thương lượng nha. Rồi, chiếc này cắt lỗ nè anh chị. Rod xăng lai điện 2020. Đi 39.000 cây biển tỉnh. Chiếc này thì Dung chào hôm nay 760 triệu thôi. Lỗ khá là sâu rồi đó. Anh chị nào có thiện chí thì lên xem xe Dung thương lượng thêm cho mình. Xe này xăng lai điện anh chị đi 100 cây chưa tới 5 lít nha. Đã lên đầu giải trí Android luôn rồi. Cửa sổ trời, ghế chỉnh điện, ga tự động. Nói chung là chiếc xe này tiện nghi công nghệ lắm. Có gói Toyota Safety Sense luôn, nên là mình lái xe rất là dễ dàng. Anh chị đi 100 cây chưa tới 5 lít mà. Dành cho anh chị nào mà muốn trải nghiệm cái động cơ của tương lai này, động cơ mới xăng lai điện, hệ thống nó sẽ tự cân đối làm sao để mà tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất cho mình đó. 5 chỗ gầm cao nhập thái rất là bền, rất là tiết kiệm luôn. 1.8 hybrid xăng điện nha. Lỗ 760 triệu thôi. Giá này lên thêm xe có thương lượng thêm. Xe biển số tỉnh đó. Sơ qua một số mẫu xe mà bên Dung đang còn, giá thì cũng đang linh động rất là tốt. Xe mới về, chạy chỉ tiêu cuối tháng, xe nhiều, giá tốt. Anh chị quan tâm mẫu nào thì nhớ ưu tiên gọi cho Dung nha, hoặc là đến showroom Auto Sài Gòn anh chị báo là gặp Dung, hoặc là có xem video của Dung để Dung có thể đón và hỗ trợ anh chị được giá tốt nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.